Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo truyền thống văn hóa từ nhiều đời nay thì hầu như trong mỗi gia đình nhà người Việt thì đều có ban thờ được lập để thờ cúng ông bà tổ tiên, để tỏ lòng thương nhớ đến những người đã khuất. Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng có thể đặt được trên ban thờ. Và trước khi trưng bày bất kỳ cái thứ gì lên ban thờ thì các bạn cũng cần phải xem kỹ lưỡng, bởi có những cái thứ không nên đặt trên ban thờ, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận trình của gia chủ và khiến cho gia chủ và gia đình gặp nhiều chuyện lục đục và kém an vui, khiến cho hạnh phúc của gia đình sẽ bị đảo lộn, sẽ bị tổn hao. Thì đó là những cái đồ vật gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên là nơi vô cùng linh thiêng và được rất nhiều gia đình chăm chút một cách kỹ lưỡng. Chính vì thế, ngoài cái việc là lau dọn bàn thờ sạch sẽ vào những dịp lễ Tết, thì cái việc sắp xếp hoa quả bánh kẹo hoặc là những cái đồ vật thờ cúng sao cho thật đẹp mắt để dâng cúng ông bà tổ tiên, và chúng ta cũng không nên tùy tiện đặt một số thứ lên bàn thờ. Có một số đồ vật đặt lên bàn thờ sẽ mang cái phong thủy xấu, nếu không muốn gia đình kém may mắn, thậm chí là gặp cái đại hạn trong những cái thời gian tới, thì các gia chủ cần phải loại bỏ chúng ngay khỏi bàn thờ gia tiên. Thứ nhất là gì? Tiền bạc cũ từ năm này qua năm khác. Theo quan niệm của dân gian thì nếu mà tiền vàng còn dư vào dịp cuối năm mà quên không hóa thì cái công việc của gia đình cũng sẽ bị gì, bị ngưng trệ và gặp nhiều cái khó khăn. Các thành viên trong gia đình thì có tài lộc rất là kém. Trước hết, nếu mà gia đình có thói quen bày tiền vàng trên bàn thờ thì sau khi làm lễ cúng ông công ông táo cuối năm thì cũng nên là gì, hóa vàng mã đi. Bởi gì, sang năm mới mà còn lưu giữ những cái vàng mã cũ là điều không tốt. Bắt đầu từ cái lễ cúng giao thừa đón năm mới thì các gia đình nên sử dụng tiền thật để thắp hương lên tổ tiên. Với quan niệm lòng thành là trên hết nên là các bạn không cần phải đặt lên ban thờ những tờ tiền có mệnh giá có giá trị lớn. Chỉ cần đặt đồng tiền có mệnh giá nhỏ và những đồng tiền còn mới là đã thể hiện được cái tâm ý của gia chủ rồi. Đó là vật đầu tiên chúng ta không nên để trên bàn thờ. Thứ hai là những trái cây, và trái cây giả và hoa giả. Thì theo quan niệm của phong thủy, các loại hoa giả mang tính âm vì được làm từ những vật liệu có sẵn nên là chúng không được đánh giá là một cái đồ vật tốt. Và thông thường để trang trí cho không gian được đẹp và với mong muốn là mang lại nhiều cái năng lượng tươi mới cho cái căn nhà thì việc sử dụng hoa tươi luôn là được đặt lên hàng đầu. Cái ban thờ là nơi linh thiêng, thể hiện cái lòng thành kính của con cháu, thể hiện lòng thành kính của con cháu với ông bà, với tổ tiên. Chính vì vậy mà nếu đặt những vật giả như là hoa giả bằng nhựa sẽ khiến cho không gian thờ nó trở nên là gì, không được thông thoáng và gì, không được thanh tịnh. Chính vì vậy mà quý vị nên bày những cái loại hoa thật và hoa quả thật lên ban thờ gia tiên vào mỗi dịp là ngày mùng 1, ngày rằm cũng như là ngày Tết, để tạo ra cái không khí tươi mới. Và cái hương thơm của hoa quả thật sẽ để mang lại cái sự may mắn cho gia chủ. Quý vị lưu ý là trên bàn thờ cũng không được đặt hoa héo và hoa khô. Các loại trái cây thì cũng nên là tươi và căng mọng thì để trên bàn thờ mới có được cái ý nghĩa. Quý vị tuyệt đối lưu ý là không nên đặt hoa khô héo cũng như là các loại trái cây không được tươi, không được căng mọng lên bàn thờ. Vì những loại hoa quả này thì trong phong thủy nó sẽ mang nhiều cái khí xấu, khiến cho mọi người trong gia đình gặp phải nhiều cái xui xẻo và công việc cũng được bị bất lợi. Khi chọn hoa quả bày trên bàn thờ thì cũng nên lựa chọn kỹ càng từng bông, từng quả một. Không nên chọn những bông hoa mà đã nở quá to, hoặc là gì, chọn những bông hoa mới chớm nở. Muốn hoa quả được tươi lâu thì các bạn nên là cho vào nước và ngâm thêm một cái viên thuốc B1 để gì, để hoa có dinh dưỡng, để có dinh dưỡng nuôi hoa. Và khi bày trên bàn thờ thì gia chủ không nên kết hợp quá nhiều loại hoa cùng một lúc, vì nó sẽ giảm đi cái sự thanh tao và sự tinh khiết của và gây nên cái tính mất thẩm mỹ với cái loại hoa mà mình định thờ cúng. Đồng thời nên tránh mọi loại hoa có gai, vì cái gai của hoa sẽ mang nhiều cái sát khí. Và quý vị cũng nên tránh thờ cúng những loại hoa mà có mùi quá gắt thì cũng không tốt, đúng không ạ? Đó là vật phẩm thứ hai. Vật thứ ba mà chúng ta cần phải loại bỏ ngay ra bàn thờ đó là tiền và vàng mã. Có lẽ cái điều này là cái điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng mà tiền giấy và vàng mã là những thứ mà không nên đặt trên bàn thờ. Nhiều người có thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ với mong muốn là được người trên chứng giám cho và ban lộc cho mình. Tuy nhiên, theo quan niệm về phong thủy tâm linh thì việc để tiền lên trên bàn thờ không những thúc đẩy tài vận mà còn khiến cho gia chủ gì, làm ăn bị gì, trì trệ và gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái cản trở và khó lòng thành công được như ý muốn.
Vậy nên là khi mà để tiền trên bàn thờ thì nó sẽ mang lại cái điều không may mắn. Tiền bạc đâu chẳng thấy, mà ngược lại thì gia đạo thì còn bị hao tiền tốn của, bị túng thiếu trăm bề. Tốt nhất nếu mà muốn cái tiền bạc trong nhà được nhiều hơn ấy, thì quý vị chớ nên là trưng bày tiền giấy hoặc là vàng mã trên bàn thờ. Và lâu ngày thì cũng nên hóa nó đi. Ngay sau khi cúng lễ 23 tháng chạp xong ấy, thì chúng ta nên hóa những cái tiền cũ của năm ngoái đi. Và để gì? Để năm mới được có được tài lộc như ý. Tiếp theo thứ tư, đó là những loại quả có gai nhọn hoặc là gì? Quả đã chín, chín nẫu từ lâu. Nhiều gia đình nghĩ rằng là gì? Mùa nào thì thức đó. Hoặc là nhiều nhà thì thích ăn quả là màu gì ấy, thích ăn quả gì thì thắp hương với loại quả đó. Tuy nhiên thì quý vị xin lưu ý là các gia đình không nên lựa chọn những loại quả mà có gai nhọn đặt ở trên bàn thờ, đặc biệt là ngày rằm vào ngày mùng 1. Bởi theo quan niệm phong thủy ấy, thì dùng những loại quả có gai nhọn để thắp hương thì có thể sẽ làm ảnh hưởng tới gia đạo, cái sự bình an trong gia đạo của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì khi lựa chọn cái đồ cúng ấy, trong ngày mùng 1, ngày rằm cũng như là ngày Tết thì gia chủ cũng không nên lựa chọn những cái loại hoa quả đã chín nẫu, những hoa quả vàng úa. Nên lựa chọn những loại quả mà vừa chín vàng vừa đủ là đẹp nhất. Bởi khi đặt những hoa quả mà chín nẫu trên bàn thờ thì sẽ nhanh hỏng và thu hút ruồi muỗi lui tới làm ô uế cái không gian thờ cúng và đánh mất đi cái sự trang nghiêm không cần thiết. Đó là đồ vật thứ tư. Và đồ vật thứ năm chính là chân hương vòng. Thì tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vào cái bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước đến nay thì chỉ ở các nơi như là đình đền miếu phủ chùa chiền thì mới cắm que hương sát vào bát hương để thắp hương vòng. Theo các chuyên gia về tâm linh thờ cúng thì các đồ vật kim loại như là lư đồng, chân nến, que sắt khi mà cắm vào bát hương hay là đặt trên bàn thờ thì cũng không hề tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Do đó nếu mà quý vị muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở bên ngoài bát hương và tốt nhất là đặt trên đĩa là được rồi. Có một đĩa đốt hương vòng riêng, quý vị nên làm như vậy. Đó, quý vị thân mến, bàn thờ gia tiên là nơi rất quan trọng và vô cùng linh thiêng. Nên là mọi vật sẽ được trưng bày trên bàn thờ, quý vị cần phải hết sức chú trọng. Thì ngoài ra để thể hiện cái lòng thành kính và mang lại cái phong thủy tốt cho bàn thờ gia tiên của nhà mình ấy, thì các bạn cần phải thường xuyên lau dọn bàn thờ, lau dọn bụi bẩn trên bàn thờ và hoa quả trước khi thắp hương nên được rửa sạch sẽ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Thì quả Phật thủ. Thì trong phong thủy, những năm gần đây thì quả Phật thủ được trở thành một trong những loại quả ưa chuộng nhất, ưu tiên hàng đầu để thắp hương những ngày rằm ngày mùng 1, đúng không ạ? Và quả Phật thủ thường được đặt ở vị trí trung tâm hoặc là nơi cao nhất của mâm ngũ quả ấy. Theo quan niệm xưa thì Phật thủ là một loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì nó có cái mùi thơm quyến rũ, tác dụng là lưu giữ thần Phật và gia tiên lưu lại ở nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả tên gọi của loại trái cây này thì cũng có thể là thể hiện cái sự nâng đỡ, thể hiện cái sự che chở và giúp đỡ cho gia đình của mình, giúp mang lại nhiều cái tài lộc, nhiều cái may mắn và nhiều cái sự bình an. Vị trí là các bạn nên đặt cái trái Phật thủ trên bàn thờ vào những ngày rằm mùng 1 và cái quả này thì cũng sẽ giữ được rất lâu, tươi rất lâu. Đó.